tỏ sức giữa Nhật Bản với Australia tới đây nếu thầy trò huấn luyện viên Hajime Moriyasu buộc phải giành 3 điểm trong cuộc đọ sức giữa Nhật Bản với Australia tới đây nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé tới Qatar vào mùa đông năm tới. Nhận định Nhật Bản với Australia trước màn so tài được đánh giá là trận chung kết sớm của bảng B giữa đội tuyển Nhật Bản với Australia vào chiều tối nay. Đội bóng chủ nhà đang gặp rất nhiều sức ép đến từ những màn trình diễn vô cùng đáng thất vọng vừa qua. Dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho một trong hai suất đi thẳng ở bảng B song cho tới lúc này, đoàn quân của huấn luyện viên Moriyasu vẫn chưa thi đấu như kỳ vọng. Xuyên suốt 3 trận đấu tại vòng loại thứ 3 lần này, những gì mà Samurai Xanh thể hiện được là vô cùng thất vọng. Ở trận ra quân, dù được chơi trên sân nhà song họ đã bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu hơn là Oman với tỷ số 0-1. Sau trận đấu đó, Nhật Bản cũng chỉ thắng được 1-0 trước tuyển Trung Quốc không được đánh giá cao ở giải lần này, trước khi tiếp tục để thua với tỷ số 0-1 trong chuyến làm khách tại Saudi Ả Rập. Với việc đội tuyển Nhật Bản mới giành được 1 trận thắng, để thua 2 trận và chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận, có thể nói họ đang gặp rất nhiều áp lực trước màn so tài với đối thủ đang có phong độ rất cao là Australia, và nếu không thể thắng ở trận đấu tới, rất có thể vị huấn luyện viên trưởng của họ sẽ bị